Đây là Coin68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion và mình là Hồng Phong đến từ Coin68. Trong cái số podcast ngày hôm nay thì bọn mình sẽ có một bất ngờ khá là thú vị dành cho các bạn nghe podcast. Nhưng mà trước đó thì chắc là mình sẽ nhờ những khách mời của cái buổi podcast ngày hôm nay giới thiệu về bản thân ha. Ok, xin mời Nguyên trước đi. Ok, hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tập mới của DeFi Discussion. Và hy vọng là cái topic mà bọn mình thảo luận hôm nay nó mang lại nhiều cái insight thú vị và những cái hứng khởi mới để anh em có thể tiếp tục có thêm động lực và tìm hiểu thêm về những cái thứ hay ho xoay quanh thị trường DeFi ha. Ok, nhưng mà cái bất ngờ ở cái buổi podcast ngày hôm nay lại là đến từ một vị khách mời thứ 3, một vị khách mời thứ 2 chứ, là nhân vật thứ 3 trong buổi podcast này. Chắc là nhờ anh Poseidon giới thiệu về một chút về anh ha. Hello mọi người, mình là Poseidon. Thì chắc mọi người cũng lâu lâu gặp mình trên DeFi Discussion rồi. Thì hôm nay cũng rất vui khi mà tạo ra một cái bộ ba để mà cùng thảo luận về một cái chủ đề mà mình nghĩ là nó cũng rất là thú vị. Yeah. Anh Poseidon thì cũng là một gương mặt rất là quen thuộc của DeFi Discussion rồi. Nhưng mà trước khi bắt đầu vào chủ đề ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ cho các bạn một số cái hint. Đó là đây là podcast số 33, F33 của DeFi Discussion. Và ngày hôm nay thì bọn mình cũng có 3 người tham gia vào cái podcast này luôn. Thì nếu như các bạn có follow cái chuyển động của thị trường DeFi trong thời gian vừa qua thì chắc là những con số 3 này đã gợi đến cho các bạn về cái topic ngày hôm nay rồi đúng không? Yeah, vậy thì trong cái số DeFi Discussion ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về V33 và Solidly, một đề xuất của Andre Grange. Và chúng ta sẽ cùng đào sâu và xem coi đây là cái gì mà nó mang trong mình cái tham vọng là có thể gọi là trở thành một cú tinh của thị trường tiền mã hóa trong thời gian sắp tới. Ok, vậy thì với để bắt đầu đi thì chắc là sẽ nhờ anh Poseidon giới thiệu qua cái bối cảnh gọi là V token là cái gì và những cái sự liên quan của Curve Finance cũng như là Olympus, những cái dự án này nó đã đóng góp những cái giá trị gì vào cái thị trường DeFi trong thời gian vừa qua. Cảm ơn Phong. Thì nghe cái tên V33 là chắc mọi người cũng hình dung ra thì đây là cái sự kết hợp giữa hai model token cũng khá là mới trong thị trường, đó là V token và cái mô hình 33 của Olympus DAO. Thì mình sẽ nói về V token trước ha. Thì V token là cái mô hình token do Curve Finance, tức là người ta cái dự án này người ta đề xuất đầu tiên và người ta cũng thực hiện là thành công nhất luôn. Thì thực ra V token nó hiểu một cách đơn giản là chúng ta dùng cái token quản trị ở đây là CRV ha, chúng ta lock lại và chúng ta nhận lại một cái token mang tên đó là VICRV. Thì VICRV nó sẽ đại diện cho cái quyền biểu quyết ở trong giao thức. Và có một cái đặc điểm của VE token đó là khi mà cái thời gian mà chúng ta cam kết lock càng lâu á thì cái quyền biểu quyết nó càng lớn và cái phần thưởng mà chúng ta nhận lại từ giao thức nó càng nhiều. Thì đó chính là cái đặc điểm của VICRV. Và khi mà VICRV nó xuất hiện á thì nó cũng kéo theo rất là nhiều cái dự án khác và nó phát triển trong DeFi, bởi vì như mọi người biết Curve là một trong những cái sàn AMM thuộc dạng là top hàng đầu trên thị trường hiện tại, và cái phí và cái APY mà Curve tạo ra trong cái thời gian vừa rồi ấy, nó rất là cực kỳ khủng khiếp. Thì do đó những cái pool trên Curve thì nó có những cái pool, thì những cái pool dự án trên đó thì người ta sẽ có cái tham vọng đó là người ta muốn giành lấy cái quyền biểu quyết, bởi vì khi mà chúng ta nắm cái quyền biểu quyết trong tay, chúng ta có thể quyết định được là cái pool này APY bao nhiêu, rồi phần thưởng nó như thế nào, rồi các cái điều kiện, rồi các cái tài sản được add vào pool vân vân. Thì chính cái đó nó tạo ra cái quyền lợi, và bởi vì cái quyền lợi như vậy cho nên là mọi người thấy là chúng ta bắt gặp những cái thuật ngữ là price, là tức là nói trong tiếng Việt thì nó hơi dị một xíu là hối lộ á. Thì nó có những cái dự án như vậy, người ta là tìm mọi cách để mà người ta huy động được ha, không phải huy động vốn, là ở đây là huy động cái quyền biểu quyết để người ta dự án mà kiểu gọi có thể gọi là đi cửa sau đúng không? Vâng, đúng rồi. Thì là under the table mọi người có thể thấy là những cái dự án mà gọi là tay to mặt lớn ở trên thị trường như là Yearn Finance hay là Convert á, thì người ta hiện tại đều nắm rất là nhiều cái quyền quản trị trên Curve Finance. Thì đây là một cái token tokenomics mà nó đặc biệt, nó rất là hay ở trong
DeFi trong thời gian qua. Thì còn về cái mô hình mà 33 của Olympus DAO thì chắc là mình sẽ nhờ Nguyên ha, nhờ Nguyên giải thích. Ok, cảm ơn Poseidon. Thì trước khi mà nói về cái vấn đề của Olympus á, thì mình sẽ nói sơ qua một cái vấn đề nó một trước đó nữa. Thì đó là cái vấn đề mà liquidity mining, tức là cái vấn đề mà anh em farm thanh khoản á. Thì rất là nhiều cái sàn AMM họ gặp cái vấn đề về thanh khoản. Khi mà họ muốn thu hút một cái lượng thanh khoản lớn á, thì họ phải lấy cái token thưởng của dự án mình đem đi để trao thưởng cho user, đúng không? Thì một cái bài toán đó là rất nhiều user họ farm xong rồi họ xả cái token của dự án ngay từ những cái ngày đầu. Thì Olympus họ sinh ra để giải quyết cái vấn đề này, tức là họ sẽ có một cái cơ chế để mọi người stake cái LP token vào, tức là cái token đại diện cho cái vị thế thanh khoản của họ trên các cái platform á. Thì khi mà mọi người cung cấp thanh khoản thì mọi người sẽ được cấp cái quyền là mua cái token OHM. Thì OHM là OHM của Olympus á. Thì cái này nó giải quyết một cái vấn đề cho rất nhiều các cái sàn AMM, đúng không? Khi mà họ muốn bootstrap cái thanh khoản của mình thì cái mô hình của OHM nó khá là hiệu quả trong thời gian đầu. Tuy nhiên là việc mà mọi người stake cái token OHM vào trong cái pool để hưởng một cái mức lãi nó rất là kinh khủng, khoảng mấy ngàn phần trăm đó, thì nó vô hình chung nó quay lại cái vấn đề mà rất nhiều các sàn AMM trước đó cũng bị, tức là họ đến một ngưỡng nào đó họ sẽ cướp lời. Thì mình cũng nghĩ là tại vì cái tâm lý của mọi người, đúng không, là nếu mà cầm một đống tiền trong tay á thì cũng người ta cũng sẽ có một cái động lực để phải bán ra chứ, đúng không, đâu ai mà giữ mãi được. Thứ nhất là người ta TP, thứ hai là người ta cũng đã phải chịu một cái rủi ro khi người ta cung cấp thanh khoản hoặc là người ta mua cái bond đó ở giá thấp hơn rồi, thì người ta sẽ phải đến cái lúc mà phải bán cái token OHM nó ra. Thì cái mô hình Olympus nó hiệu quả hơn, tức là nó sẽ có một cái động lực cho người cung cấp thanh khoản, đó là họ được quyền mua OHM ở cái giá discount, tức là cái giá thấp hơn so với cái giá thị trường. Nhưng mà cái token này nó sẽ được lock, kiểu như là nó như là một cái bond vậy đó. Đến cái ngày ví dụ đáo hạn thì bạn sẽ được nhận cái token OHM đó. Thì thời gian đầu thì nó rất là hợp lý, nhưng mà đến một cái giai đoạn mà có một ông nào đó mình nhớ không nhầm, ông bán tầm khoảng 13 triệu USD OHM ra, thì cái pool này nó bắt đầu nó sập và mọi người không còn 33 nữa. 33 ở đây hiểu như thế nào? 33 tức là win-win đó, tức là mọi người sẽ cùng nhau OHM cái token này, nhưng mà khi mà có một người ta thoát cái vị thế á, thì cái pool này nó không có hấp thụ được cái lực bán đó. Một trong những vấn đề á, là cái token OHM nó không tạo được cái động lực để người ta tiếp tục cầm cái token này và người ta stake ngược vào pool. Thì mình nghĩ là cái VE, cái model của curve mà anh Poseidon nói hồi nãy á, thì khi mà kết hợp với cái cơ chế này thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề là token sau khi được emit, tức là được phát thải ra thị trường, thì nó vẫn sẽ có một cái dòng điều phối để nó được stake ngược vào pool. Thì đó là một cái sự kết hợp giữa VE và 33 để anh em dễ hình dung hơn. Nãy giờ mà Nguyên có giải thích á, thì mình sẽ hình dung là những cái này nó đều là game theory, nó đều là kiểu lý thuyết trò chơi. Thì trong cái trường hợp như Olympus á, thì như Nguyên nói á, thì tất cái trò chơi này nó sẽ là trò chơi win-win nếu như mà mọi người cùng chơi theo luật, đúng không? Mọi người cùng tuân thủ cái luật đã đề ra. Đúng rồi, và đúng rồi. Mọi người phải tin tưởng lẫn nhau. Nhưng mà vấn đề là ở trên crypto á, mọi người cũng biết vấn đề lớn nhất của crypto á, là không ai biết ai là ai cả. Có thể là mình chơi với một mình Poseidon với lại Nguyên OHM một đống token OHM, nhưng mà thằng bên Mỹ nó quyết định nó không quyết định OHM thì nó xả ra thì cũng chết. Đó, thì mọi người vẫn phải là tin tưởng những người mà mình không biết. Thì đối với mình nha, từ một cái người mà có một cái logical thinking bình thường thôi, thì đúng là mình sẽ rất là khó tin những con người như vậy. Vậy thì cái V33 của Andre đề xuất ra thì nó gọi là nó giúp giải quyết những cái vấn đề này nhiều hơn, đúng không? Một cách hiệu quả hơn. Crypto nó có một cái khái niệm khá là hay, đó là can't be evil, tức là bạn không thể trở nên độc ác, thay vì là don't be evil, như là cái Web2 người ta hay nói. Web2 người ta hay nói là don't be evil, tức là không nên quá tham lam, không nên quá độc ác. Nhưng mà crypto thì nó sẽ đi theo cái xu hướng là can't be evil, tức là chúng ta phải set up ra một cái luật làm sao đó để
bạn không cần phải tin tưởng ai đó, mà cái luật chơi nó sẽ bắt buộc người ta phải phải chơi theo cái luật đó, và không nói nôm na là không evil, tức là không tham lam á. Ok, cảm ơn mọi người về cái phần giải thích vừa rồi. Thì chắc là sắp tới thì mình sẽ nhờ anh Poseidon gọi là nói thêm về những cái ưu điểm của cái V33 này. Thực ra cái lúc mà mình vẫn nhớ cái lúc mà Andre á hé lộ về cái mô hình này á, thì ông chỉ nói đúng một câu thôi là V33. Xong rồi kiểu đến lúc đấy kiểu mọi người kiểu như phát cuồng lên, ôi cái này là cái gì vậy, kiểu tại sao ông chỉ nói đúng một câu trên Twitter, xong rồi ông gửi một cái link Medium lên, xong rồi kiểu mọi người cũng rất là kỳ vọng về cái này. Xong rồi mình vẫn nhớ nhá, là cái tokenomics đúng không, cái tokenomics của cái lúc sau đó Andre có xem một cái tokenomics là 100% cho cộng đồng, tức là community là 100% luôn á. Thì tại sao cái, tức là bình thường những cái tokenomics sẽ phải chia cho team, chia cho người ấy các thứ đúng không, vậy thì tại sao Andre lại có một cái nước đi gọi là giao hết 100% token cho cộng đồng, tức là đặt niềm tin vào những người hold token? Chắc là để mình nói trước về cái chuyện V token ha. Thì V token thì nó có rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất là nó làm giảm đi cái lượng lạm phát của cái token quản trị. Cái thứ hai là nó tạo ra cái động lực, mọi người có thể thấy là nó tạo ra một, dĩ nhiên cái V token này nó sẽ chỉ làm được câu chuyện đó khi mà nó được tận dụng bởi những cái giao thức nó cực kỳ lớn, ví dụ như Curve, ví dụ như là có thể là Sushi hoặc Uniswap trong tương lai, người ta Unity hiện tại chưa có thì có thể trong tương lai người ta làm. Thì những cái giao thức, bởi vì những cái giao thức cực kỳ lớn như vậy thì mới được nhiều dự án người ta chú ý tới nó, thì nó tạo ra một cái đà tăng trưởng liên tục. Bởi vì khi mà ông đã biết được là ông chỉ cần ông nắm giữ cái ve đó thật là nhiều thì ông sẽ có nhiều quyền lợi, thì khi nó tự động nó tạo ra một cái lực tăng trưởng, tại vì rất nhiều người ta muốn lock lại, thậm chí người ta muốn mua lại cái quyền lock đó, thậm chí người ta muốn người dùng bình thường, ví dụ như là nhà đầu tư nhỏ lẻ đi, thể ủy quyền, tức là ủy quyền cái quyền quản trị đó cho mình đó, thì từ đó nó giúp cho dự án có cái sự tăng trưởng về TVL. Tăng trưởng về TVL rồi thì sẽ tăng trưởng về khối lượng giao dịch, ví dụ như trong trường hợp AML thì chúng ta nói về câu chuyện khối lượng giao dịch, rồi nó tăng trưởng về phí, và phí đó nó lại một phần được chia cho dự án, một phần được chia cho token holder. Thì đó là cái bài toán của VE nó giải quyết, thì nó tạo ra rất là nhiều giá trị. Tuy nhiên thì nó đi cũng phải nói lại, thì VE thì VE token nó vẫn có những cái nhược điểm của nó. Thì bởi vì ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta lock lại đi thì chúng ta nhận lại VICRV, thì VICRV này về bản chất nó chỉ là một cái token để đại diện, để chúng ta biết được là chúng ta có bao nhiêu CRV đang lock lại trong thời hạn bao nhiêu năm đó. Chứ còn thực tế thì chúng ta rất khó để mà chúng ta giao dịch hay là chúng ta kiếm tiền hay là kiếm lợi nhuận từ cái VICRV này. Thì cái này nó dẫn đến một cái hạn chế cực kỳ lớn, đó là về tính thanh khoản. Ví dụ như mà người mua một cái đồng Bitcoin 50.000 đô, ngày mai nó tăng giảm 48.000 đô và mọi người có công việc, mọi người có thể chấp nhận chốt lỗ 2.000 đô ngay lập tức, thì đó là chúng ta nói về chuyện là cái tính thanh khoản. Thì tính thanh khoản của VICRV trên thực tế hoặc là của các cái V token khác nói chung luôn á thì là tương đối thấp, tại vì khá là ít người ta có nhu cầu trao đổi liên tục cái đồng VICRV này á. Do đó thì gọi là một tình trạng là bị động vốn đó, tức là trừ những cái dạng, những cái dự án mà nó đã đặt ra mục tiêu là nó phải nắm quyền quản trị trong tay, ví dụ như Eon Finance, ví dụ như Convert, hoặc là ví dụ như những cái thằng Way cực kỳ bự, còn lại những cái người bình thường thì người ta sẽ gặp rất là nhiều trở ngại trong cái việc mà sử dụng VICRV và tham gia vào cái giao thức để mà kiếm lợi nhuận, tại vì khi đó người ta sẽ cần phải đặt ra câu hỏi là cái tính thanh khoản, tôi có thể thanh khoản được cái này khi mà tôi cần không? Đó, thì đó là cái nhược điểm lớn nhất của VICRV. Yeah, cái vấn đề mà anh Poseidon Ray lên cũng là cái thứ mà em băn khoăn nhất khi em đọc về cái câu chuyện này á. Tại vì với cơ bản em vẫn nghĩ là cái bức tranh DeFi bây giờ á, ở những alpha đang có lợi thế, tức là những alpha, những quỹ, những whale á, đang nắm lợi thế quá lớn so với lại người dùng cơ bản, người dùng bình thường. Nếu mà nói cầm token để voting đi thì đúng là những người mà nhà đầu tư nhỏ lẻ các thứ cũng không thể nào mà tác động được nhiều như whale rồi. Và có thêm một cái nữa mà em nói á, là em có băn khoăn á, là nếu như mà, tức là bất kỳ cái mô hình nào cũng vậy, thời gian đầu á, nó sẽ kiểu về lý thuyết nha, nó sẽ rất là ok, rất là mang về cái tỷ suất lợi nhuận rất là ok cho nhà đầu tư, nhưng mà quan trọng là cái tỷ suất lợi nhuận đó nó sẽ kéo dài được trong bao lâu, và
cái mô hình này, cái sự bền vững của cái mô hình này nó có thể được đảm bảo như thế nào á? Thì cái V33 là nói là mình viết câu chuyện đó, nó ví dụ như câu chuyện về V token đi, nói sâu thêm chút là tại sao Curve người ta làm rồi, tại sao có mấy cái dự án nhỏ nhỏ như là Platypus ở trên Avalanche hay là cũng nhiều, khá nhiều rồi, người ta làm rồi, nhưng mà tại sao có những dự án nó cực kỳ lớn, nó cũng làm về DeFi, ví dụ như Uniswap, ví dụ như Compound, người ta không có áp dụng cái mô hình này. Thì cái này dĩ nhiên là cái câu trả lời thì mình không thể nào mình biết chính xác được, tại vì mình không phải là nằm trong team hay là chơi gì với những cái người đó. Nhưng mà cái câu chuyện là sao, tại vì cái V token thì nó tạo ra một cái đà tăng trưởng rất là mạnh. Tuy nhiên trong ngắn hạn thì cái việc mà Curve người ta nhận được cái sự tăng trưởng đó thì đổi lại người ta sẽ phải chia sẻ một phần lợi nhuận cho những cái người, cho những cái giao thức khác, cho những người khác. Ở trong khi trong cái trường hợp mà có những cái dự án người ta đang hoàn toàn nắm cái quyền mà quản trị, ví dụ như mình nói là câu chuyện của Uniswap token Uni đúng không? Hoàn toàn là rất là ít UK và chỉ có một cái UK mà đáng chú ý nhất là UK quản trị, thì tại người ta không, tại sao không làm VA Uni đi? Thì là cái đó nó không khó về mặt kỹ thuật, nhưng mà ở đây còn là câu chuyện là khi mà làm như vậy thì cái phí nó sẽ được chia ra như thế nào đó. Thì có thể là bây giờ trong cái trường hợp này thì team người ta đang cảm thấy là có thể là happy với cái việc mà, thứ nhất là happy với cái việc là phí là do ở những ông quay, những cái thằng gọi là nắm uni cực kỳ nhiều nó quyết định, là cái thứ nhất. Happy thứ hai là bởi vì trên thị trường AMM thì cũng chưa có ai đe dọa đến cái vị thế của nó, và nó vẫn đang là thằng trong top, và nó chưa cần phải làm những câu chuyện đó để mà nó thu hút TVL. Cho nên là có thể là vì những cái lý do đó mà người ta chưa làm đó, đây là câu chuyện đánh đổi trong kinh doanh thôi, tức là chi phí và cơ hội thôi. Thì chúng ta thấy là Curve người ta đã chấp nhận, người ta chia sẻ để người ta tăng trưởng, còn có thể những dự án khác thì người ta cảm thấy là chưa cần đó, thì mình nói sâu thêm một chút như vậy. Cảm ơn anh Poseidon. Nhưng mà thế là phần tiếp theo, thì mình câu hỏi tiếp theo thì mình sẽ muốn dành cho Nguyên, tại vì Nguyên là một người follow cái case này khá là sát. Thì đi cùng với V33 thì Andre có giới thiệu một cái sản phẩm tên là Solidly. Thì về cơ bản nha, về nếu mà một người dùng cơ bản, một người dùng DeFi cơ bản bình thường của mình á, mình nhìn vào á thì mình thấy cái sản phẩm đấy nó không khác quá nhiều so với lại các cái DEX của DeFi, nhưng mà có vẻ là cộng đồng quốc tế kỳ vọng khá là nhiều vào cái sản phẩm này. Vậy thì với từ góc nhìn của Nguyên á, thì Nguyên thấy cái Solidly này có gì đáng để mong chờ? Thì cái Solidly này nếu mà để so sánh một xíu với lại bên Ethereum thì chúng ta có thể so sánh với Curve. Thì khi mà chúng ta đã có Curve Wars rồi đúng không, thì trong tương lai thì mọi thứ sẽ mình dự đoán là sẽ có một cái thứ gọi là Solidly Wars. Thì mọi người sẽ hình dung là sẽ cố gắng để giành quyền biểu quyết nhiều nhất ở trên Solidly. Và một trong những dự án hiện tại mà đang gọi là hoạt động rất là năng nổ trong cái mạng là thu hút quyền biểu quyết á, là Solidex. Thì cái Solidex này á, để so sánh với Ethereum đi, thì nó cũng sẽ giống cái Convex. Thì họ cũng sẽ thu hút rất là nhiều cái token Solidly. Cái token của Solidly là token Solid á, thì họ sẽ thu hút cái dòng Solid này và họ biểu quyết ở trên cái pool ở trên sàn Solidly. Thì mình nghĩ để mà so sánh thì Solidly, cái đồng nó sẽ cố gắng định hướng theo thuần là một cái đồng quản trị thôi, và nó sẽ kiểu như là CRV luôn, và mọi người hay gọi nó là một cái valueless governance token, tức là một cái đồng quản trị mà không có giá trị mà nó chỉ là đơn thuần về mặt gọi là biểu quyết thôi, tức là nó tăng giá là bởi vì người ta muốn mua cái quyền biểu quyết ở trên nó, chứ không hẳn là vì nó nhiều cái yếu tố khác trong tokenomics, như là các cái dự án như là uni thì mọi người có thể mua xong mọi người stake vào, mọi người chia phí giao dịch này nọ. Thì không, mình nghĩ là Solidly với lại Curve thì nó sẽ theo cái định hướng như vậy, thuần là một cái đồng quản trị và dành riêng cho cộng đồng luôn. Thì cái này nó giải thích cái ý hồi nãy là tại sao mà Andre ông share cái hình là 100% community là như vậy. Thì tất nhiên là mỗi dự án nó sẽ có một cái cơ chế để họ kiểm soát cái hoạt động của Solidly. Thì
Khá là khó để nói việc là 100% sẽ là thuộc về cộng đồng hay là sau đó, hay là nó sẽ chỉ thuộc vào một nhóm các cái dự án họ hoạt động sôi nổi ở trong thị trường DeFi, thì cái đó cũng khá khó. Thì không thể nói được là 100% sẽ thuộc về những cái người dùng bình thường được. Cái đó là phải công nhận là rất là khó luôn. Nhưng mà nó cơ bản là nó cũng sẽ là một cái sự kết hợp của rất nhiều các cái giải pháp cũ thôi. Mình lấy điển hình đó là cái VE NFT đi. Thì ở bên Uniswap thì họ cũng đã sử dụng cái NFT này để gọi là đại diện cho một cái vị thế thanh khoản. Thanh khoản tập trung á, Uniswap V3 người ta dùng cái khái niệm. Đúng rồi, đúng rồi. Tập trung. Dạ yeah, đúng rồi, thì Solidly thì cũng sử dụng những cái đó, thì tức là những cái mảnh ghép, những cái giải pháp ở các nơi họ thu nhặt một xíu. Thì cái NFT này thì nó sẽ giải quyết một phần trong những cái vấn đề ví dụ như thanh khoản hồi nãy mà Phong và Poseidon có giải thích á, có thảo luận á, thì cái về NFT này nó sẽ phần nào giải quyết được cái vấn đề đó. Tức là thay vì bạn lock một lượng solid vào khoảng 4 năm nó đáo hạn đi, thì sẽ có một cái NFT để đại diện cho cái vị thế đó, và bạn có thể cầm cái NFT này bạn đi trao đổi, thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề thanh khoản. Thì thậm chí là có nhiều người sẽ sẵn sàng mua lại cái NFT này luôn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là có thể hiểu đơn giản là nó tạo ra thanh khoản bằng cách là ví dụ như nguyên khóa Solid trong 4 năm đi, nhưng mà sau 2 năm thì nguyên cần rút ra. Còn mình thì mình không muốn khóa Solid, nhưng mà mình vẫn muốn nhận những cái lợi ích mà cái Solid mà cái giao thức mang lại, thì khi đó như nhu cầu hai bên gặp gỡ thôi. Một ông thì muốn thoát khỏi cái vị thế hold lock trước 2 năm, còn một ông thì muốn là không chịu rủi ro về việc lock nhưng mà vẫn có quyền hưởng một cái lợi ích nào đó trong 2 năm, thì khi đó hai bên gặp nhau thì nó tạo ra một cái giao dịch đó. Chúng ta hiểu đơn giản như vậy thôi, và một ông thì thoát được thanh khoản vị thế, và một ông thì có vị thế vậy thôi. Yeah, như vậy thì sẽ dễ hiểu hơn rất là nhiều cho những người mới. Thật ra mình vẫn thấy cái câu chuyện về DeFi này nó là câu chuyện về do the math, tức là chúng ta phải tính toán rất là nhiều để chắc chắn là mình chơi cái cuộc chơi này mình không bị lỗ, đúng không? Chứ nếu mà không do the math thì nhiều khi là mình cứ nghĩ là mình ăn được cơ, cứ nghĩ là mình dắt được dự án cơ. Cắt lời Phong tí là phải tính và phải tỉnh nữa. Nãy nói như câu chuyện như Nguyên nói, tức là về nguyên tắc phân phối token Solid á, thì chắc là chúng ta biết là nó sẽ snapshot đúng không Nguyên nhỉ? Snapshot là cái này là đã snapshot rồi nhé. Thì top 20 dự án ở trên Phantom có TVL, tức là tài sản khóa trong giao thức, là top nói chung là nằm top 20 đầu tiên á, thì sẽ được phân bổ 25 rồi. Thì câu chuyện đây là mỗi dự án, thứ nhất là trong mỗi dự án nó đã có một kích để mà nó phân phối lại cho cộng đồng. Và câu chuyện thứ hai là giả sử trong cái trường hợp mà fair nhất đi, tức là ai tham gia cung cấp TVL trong cái thời gian đó thì được nhận token, thì chúng ta cũng phải hiểu một câu chuyện là có thể cái TVL đó nó đến từ những cái retail investor rất là nhỏ mà chủ yếu là ví dụ như có dự án A, dự án B, C, mình là Andre đi ha, mình có thể đẩy tiền của mình vào và mình nhận lại token. Thì về bản chất là mình nói với cộng đồng là tôi fair, tôi community, nhưng mà trên thực tế là tôi vẫn cầm token. Không, cái này là mình nói tức là phải tỉnh nha, chứ chúng ta đừng có tin toàn bộ, tại vì cái chuyện này đơn giản mà, đâu ai cấm đâu. Và trên thực tế đúng rồi, người ta cũng là một nhà đầu tư mà, người ta cũng chính là cộng đồng mà, cho nên là mọi người cần phải tỉnh táo nha. Cũng đừng có thấy cộng đồng fair có nghĩa là không ai xả nha, cái đó không đúng. Cái này mình hay nói đùa với trong team là ai rồi cũng phải cơm áo gạo tiền, ở ai cũng phải nghĩ đến quyền lợi của mình trước tiên. Ừ, ok, thì mình nghĩ là ở bên cái đội dev thì họ sẽ phải có một cái khoản để họ bỏ ra để họ kiểm soát một phần cái lợi nhuận sau này, hoặc là cái quyền chi phối sau này. Thì yeah, cái đó là một phần đắc sai thôi, tức là thị trường nào nó cũng sẽ có một vài cái kiểu kiểm soát như vậy, thì khá là khó để tránh được. Tuy nhiên là đây vẫn là một cái model mà nó là một cái bài toán mới, và sẽ có những cái cách giải mà chúng ta có thể tận dụng để có thể có được những cái vị thế nó hợp lý khi mà tham gia cái bài toán này. Nãy giờ thấy mình nói V33 cũng nhiều rồi, thì chắc nếu mà được thì nhờ Nguyên nói sâu hơn chút là Solidly thì nó sẽ kiểu như nó giải quyết câu chuyện lợi nhuận của giao thức, rồi lợi nhuận của người lock như thế nào, nó có
có khác gì với Curve hay là Olympus DAO không? Tức là bây giờ nó khác một xíu ở cái chỗ là ở V-Curve á, thì nó sẽ không có một cái mức emission đều hàng tuần á, thì nó sẽ không có thay đổi. Tức là ví dụ như giờ trên giao thức TVL nó có 2 tỷ đi, thì nó vẫn là bao nhiêu đó Curve được nhả ra thị trường. Hoặc là ví dụ như tuần sau nó lên 5 tỷ stake vào platform đi, thì cái lượng Curve nhả ra thị trường thì nó vẫn vậy. Thì cái này nó là một trong những cái mình gọi là một cái điểm yếu để các cái dự án họ liên tục lướt cái vòng stake của họ lại, cái vòng stake CRV, cái vòng mà khóa cái CRV của họ lại. Thì thực ra nó vẫn là một cái gì đó tốt thôi, nhưng mà tốt cho cái bản thân của Curve, tức là mọi người sẽ phải liên tục mua token Curve để họ lock lại, họ kiểm soát cái quyền vote. Nhưng mà nó sẽ đặt ra một cái bài toán là cái vòng lập này đến bao giờ nó sẽ kết thúc á. Thì Solidly họ có một cái thuật toán là sẽ giảm cái lượng emission hàng tuần. Thì nếu như mà hình dung á, là nếu như mà càng nhiều người stake á, thì cái mức độ emiss token Solid ra nó sẽ giảm xuống. Và ngược lại, nếu như mà ít người stake á, thì cái token Solid nó sẽ lại được nhả ra. Thì cái đó là một cái thuật toán để họ điều phối lại cái cách chơi của mỗi player trong game thôi. Có thể hiểu là ví dụ như cái pool này đang được đang có APY đang có cái phần thưởng rất là cao đi ha, thì khi mà càng nhiều những ông mà đang cầm Solid bên ngoài thấy pool này ngon quá các thứ rồi muốn lock vào để mà nhận thêm, thì khi đó cái thuật toán nó sẽ tự điều chỉnh rồi nó làm cho nó làm giảm phần thưởng đi lại, nó lại cân bằng, thì lại có những ông thấy ôi hết thơm rồi rút ra đi tìm pool khác, đúng không? Thì mình hiểu như vậy đúng không? Chứ nó sẽ không khá là, nói chung mình thấy cũng thú vị. Với lại hình như theo mình biết là cái mô hình của Solidly thì người ta sẽ tập trung vào câu chuyện là về cái phí, đúng không, chứ không phải là câu chuyện về token. Đúng rồi, cái token chỉ là thuần về quản trị thôi. Còn cái phí thì bản thân các cái dự án, các cái pool họ sẽ cố gắng để họ điều phối cái phí đó về cái pool của họ. Thì cái câu chuyện này là mọi người thấy cũng nó cũng khác so với những cái DeFi truyền thống trước đây đó. Tức là ví dụ như ngày xưa mà chúng ta dùng mấy cái chương trình là liquidity mining đó, tức là pool farm các thứ cung cấp thanh khoản để nhận về token đó, thì khi đó câu chuyện đó là đồng ý là cái đó nó sẽ trong ngắn hạn thì nó sẽ boost cho cái API cái TVL của giao thức lên, rồi nhiều người biết tới giao thức, rồi nhiều người dùng tham gia, nhưng mà dĩ nhiên là giao thức nó phải đến đổi lại chính cái chi phí sự suy giảm của cái đồng token đó trong tương lai. Tại vì như nãy chúng ta nói đó, thì farm ra xong thì hold nhiều quá thì xả thôi, thì chuyện đó chuyện bình thường, đặc biệt là đối với mấy ông mà kiểu nhiều lắm tiền, kiểu cầm mấy chục triệu đô mà stablecoin đi farm xong rồi xả nát rồi, thì đó chuyện đó là bình thường. Thì câu chuyện của Solidly là nó muốn giải quyết luôn câu chuyện đó, tức là nó tập trung vào câu chuyện về phí, tức là sẽ trả thưởng thông qua cái chủ yếu là xoay quanh câu chuyện phí, chứ không phải là cứ câu chuyện mà dùng cái token để mà trả chính vào token đó để mà gọi là dùng chính tiền của mình trong tương lai để nướng mình bây giờ, thì nó giải quyết câu chuyện đó. Thì mình muốn nói thêm chút như vậy. Và nó có một cái flywheel khá là hay, đó là khi mà cái phí giao dịch, phí giao dịch cho các pool thanh khoản nó hấp dẫn thì nó sẽ thu hút rất nhiều người họ cung cấp thanh khoản, và thanh khoản càng dày lên thì cái performance của cái pool, của cái sàn nó sẽ tốt hơn. Cái mức chênh lệch giá khi mà swap thì nó sẽ được giảm thiểu, thì nó sẽ là một cái flywheel rất đáng chờ đợi, một cái vòng lập chúng ta có thể chờ đợi vào cái mô hình này. Và nếu mà nói như nguyên là đại loại là Solidly nó là một AMM, nhưng mà là một AMM mà nó làm nền, nó là cái base của những cái AMM khác, mọi người có thể hiểu như vậy. Tức là những cái thằng AMM khác nó sẽ tận dụng cái cơ chế của Solidly để nó hút thanh khoản, và thay vì bootstrap bằng những cái liquidity mining mà nó tạo ra những cái thiệt hại về sau này, về lâu về dài ấy, thì bây giờ
các ELM nó sẽ tận dụng cơ chế này để mà nó tự boost, và trên đó là nó tự tạo ra thanh khoản cho chính cái pool của nó luôn. Thì đến đây chắc mọi người cũng hình dung ra là trong tương lai, ví dụ như ELM1, ELM2, 3, 4, 5, 6 gì đó nó lên thì nó sẽ cạnh tranh nhau, nó cạnh tranh nhau thì nó cũng phải tạo ra những cái không biết cái này không biết có nên gọi là solidly qua hay không, hay là underway qua hay là một cái từ gì đó, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ cũng sẽ tạo ra một cái những cái dự án nó tương tự như Converse hay là những cái dạng như ở bên Curve thôi. Thì cái này Nguyên thấy Nguyên có kỳ vọng gì về những cái dự án nó như vậy không? Thực ra thì cá nhân em thấy thì cái mô hình này nó gặp một xíu vấn đề về thanh khoản này trên Phantom thôi. Tức là cái độ active của trên Phantom thì khá là khó mà bằng Ethereum. Tất nhiên là mọi người vẫn sẽ thấy được cái sự FOMO đâu đó về TVL của Phantom ở cái giai đoạn mà Andre công bố cái quy định snapshot đó. Nhưng mà hiện tại thì cái cơn sốt đó nó cũng nguội dần rồi. Thì cũng là một cái ý cần chú ý, đó là cái dự án này ở trên Phantom chứ nó không ở trên một cái chain rất là active như Ethereum. Thì, và câu chuyện về Phantom thì chắc là mình phải để nói cho một câu chuyện khác. Câu chuyện Phantom là một câu chuyện rất là thú vị, nhưng mà nếu mà nói ra đây thì nó sẽ quá dài. Đúng rồi. Và thật sự thì mình thấy cái lĩnh vực DeFi này nó phát triển rất là nhanh. Tức là khi mà mới định hình cách đây khoảng độ một năm rưỡi thôi, nhưng bây giờ chúng ta đã có những cái mô hình mà rất là tối ưu mà những người mới sẽ rất là khó để catch up. Nên là đó là mới là cái idea để mình làm ra cái podcast ngày hôm nay. Thì với những chia sẻ của anh Poseidon và Nguyên thì chắc là các bạn cũng đã có được đủ những keyword để mình có thể tiếp tục mình research, mình đào sâu hơn vào một cái model rất là mới và rất là tiềm năng này trong thị trường. Và đến đây thì thời lượng podcast chắc cũng đã dài rồi, và mình sẽ không muốn là các bạn kiểu nghe nhiều thứ quá và bị rối, cho nên là chắc là sẽ nhờ Nguyên và anh Poseidon gửi lời chào đến các bạn được cuối podcast ha. Chắc là để anh Poseidon chứ. Chắc là mình nói trước đi. Thì thực ra trong phạm vi một cái buổi chém gió như hôm nay thì chúng ta cũng chỉ mới đi được đâu đó gọi là những cái cơ bản nhất thôi. Còn thực ra như chính tụi mình thì tụi mình cũng chỉ đang đọc và đang đối chiếu với những cái mô hình đã từng xuất hiện, chứ cái việc mà cái V33 này nó có hoạt động, nó có được như chúng ta kỳ vọng hay không á, thì nó còn đến từ rất nhiều yếu tố, và chúng ta cần phải trải nghiệm thực tế. Tức là chúng ta phải coi như là dùng chơi luôn, đầu tư vào nó luôn á, thì mới biết được gì. Cho nên là có thể là trong tương lai sẽ còn có nhiều cái podcast khác mà chúng ta nói về chủ đề này, thì cũng rất mong là được mọi người ủng hộ và theo dõi, để mà có thể là trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau và cùng nói về câu chuyện, xem là những cái dự đoán ngày hôm nay nó có đúng không. Rồi, ok, thì cũng không biết nói gì hơn, thì chắc là cảm ơn em đã nghe tới hết cái podcast tuần này. Thì bọn mình sẽ quay trở lại với nhiều chủ đề hấp dẫn hơn ở những tập podcast tiếp theo. Thì rất mong là sẽ luôn có được sự ủng hộ của các anh em trong cộng đồng crypto cũng như là cộng đồng DeFi nói riêng. Ok, vậy cảm ơn Nguyên, cảm ơn anh Poseidon đã dành thời gian đến với podcast DeFi Discussion ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái podcast tiếp theo.